Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Hải quân và Hải cảnh Trung Quốc có khả năng được triển khai từ quân cảng Riam của Campuchia. Ngày 16 tháng 8, AFA bình luận quân cảng Riam của Campuchia và nguy cơ Hải cảnh Trung Quốc xuống Vịnh Thái Lan. AFA cho biết quân cảng Riam ở Campuchia, theo ghi nhận từ vệ tinh Planet Labs, đủ sức cho tàu ngầm neo đậu, đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu về an ninh khu vực. Cùng với đó, việc Trung Quốc chào bán tàu ngầm cho Indonesia và Thái Lan cũng khiến giới quan sát suy luận đến một bức tranh rộng hơn trong chiến lược bành trướng nhằm gây ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. AFA dẫn lời nhà nghiên cứu Trần Bằng, nghiên cứu sinh tiến sĩ về quân sự và an ninh tại Đại học Paris Panthéon, cho rằng một khả năng là Trung Quốc chào bán tàu ngầm cho các nước Đông Nam Á không chỉ với mục tiêu tăng cường ảnh hưởng địa chính trị trong vùng mà còn với mục tiêu quân sự cụ thể. Ông nhấn mạnh vấn đề eo biển Đài Loan khá nông, không thuận lợi cho tác chiến tàu ngầm. Do đó, nếu Trung Quốc muốn đưa tàu ngầm vào tác chiến trong một chiến dịch tấn công Đài Loan trong tương lai, họ cần có một khu vực biển nông tương tự để tàu ngầm luyện tập. Ông Trần Bằng đặt ra giả thuyết, nếu Trung Quốc phát triển được năng lực huấn luyện tác chiến ở vùng biển nông phía nam Biển Đông và Vịnh Thái Lan sẽ giúp ích cho họ trong tương lai. Hơn nữa, Trung Quốc có thể ẩn giấu hoạt động huấn luyện của hải quân của họ thông qua hoạt động huấn luyện cho các nước mua tàu ngầm của mình. Theo ông, Trung Quốc có thể thuê lại tàu ngầm từ các nước mua tàu ngầm của họ và sử dụng dưới danh nghĩa của nước mua. Họ sẽ tránh được sự soi mói. Vì ở Vịnh Thái Lan, Mỹ không đặt hệ thống theo dõi cảnh báo thường trực như ở Đài Loan, Hàn Quốc. Hình ảnh chụp từ vệ tinh của phía nam căn cứ Hải quân Riam vào tháng 6 năm 2024. AFA dẫn phân tích của nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Sài Gòn cho rằng, khả năng Trung Quốc bán tàu ngầm cho Indonesia rồi mượn tàu ngầm đó để tập trận trong khu vực Vịnh Thái Lan hay eo biển Lombok của Indonesia là có nhưng rất ít xảy ra vì khó thực hiện. Bây giờ, những thông tin về vũ khí, quốc phòng, mua tàu của ai, mặc dù ai cũng muốn giữ kín nhưng khó bí mật. Ngay cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng từng nói, mặc dù Việt Nam không công bố, nhưng báo chí nước ngoài cũng đăng hết việc Việt Nam mua cái gì, như thế nào. Với Trung Quốc cũng vậy thôi. Nếu Trung Quốc bán tàu ngầm cho Thái Lan, Indonesia, rồi sau đó sử dụng lại thì các quốc gia khác cũng nhanh chóng phát hiện ra. Đồng ý với ý kiến của ông Trần Bằng, AFA dẫn bổ sung nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương ở Đại học UNSW Sydney, Úc, cho rằng một khi quân cảng Riam được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, nguy cơ trước mắt chưa phải là tàu ngầm mà là sự hiện diện của lực lượng hải cảnh Trung Quốc trong khu vực Vịnh Thái Lan. Tàu mang cờ hiệu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ngày 28 tháng 8 năm 2023. Theo ông Hoàng Việt, ý kiến về nguy cơ lực lượng chấp pháp biển của Trung Quốc sẽ hiện diện ở Vịnh Thái Lan trong tương lai khi quân cảng Riam hoàn thiện cũng có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, ông Hoàng Việt cũng đặt vấn đề hải cảnh Trung Quốc không đi một mình mà phải đi theo một đội hình rộng lớn hơn thì mới gây sức ép lên các quốc gia láng giềng. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt cũng nhấn mạnh quân cảng Riam với quy mô xây dựng như hiện nay đã đủ để tàu hải quân, hải cảnh, tàu ngầm đóng quân. Khả năng Trung Quốc triển khai cả tàu cá xuống Vịnh Thái Lan để phối hợp với tàu hải quân, hải cảnh có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, nếu tàu cá Trung Quốc hiện diện ở Vịnh Thái Lan, đồng nghĩa là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực và sẽ bị phản đối. Việt Nam, Thái Lan, thậm chí là Campuchia cũng sẽ không dễ gì chấp nhận lợi ích của mình bị xâm hại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Hải quân và hải cảnh Trung Quốc có khả năng được triển khai từ quân cảng Riam của Campuchia. Thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tô Tổng? Ngày 15 tháng 8, BBC Tiếng Việt bình luận Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm đi Trung Quốc những điểm đáng chú ý. BBC cho biết theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tô Tổng và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư. Hình ảnh bài bình luận trên BBC. Theo BBC, chuyến thăm này được cho là để khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước anh em đồng chí cộng sản. Trung Quốc và Việt Nam có nền chính trị với nhiều điểm tương đồng, là đối tác kinh tế quan trọng của nhau, nhưng cũng có nhiều mâu thuẫn về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông. BBC dẫn nhận định của ông Craig Pohlin,
Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington DC, Mỹ cho rằng việc các nhà lãnh đạo Việt Nam đến thăm Trung Quốc và duy trì mối quan hệ hòa hảo nhất có thể mà không phải hy sinh chủ quyền hoặc lợi ích quốc gia là thực tế của việc ở gần kế một gã hàng xóm khổng lồ, đôi khi hung hăng như Trung Quốc. Điều đó không có nghĩa là ông Tô Lâm hay giới lãnh đạo Việt Nam ngã về phía Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. BBC dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà quan sát từ Việt Nam cho biết, trọng tâm chính của chuyến công du này sẽ là thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại, thảo luận sâu hơn về cách giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, phù hợp với pháp luật quốc tế và thúc đẩy quan hệ giữa người dân hai nước. BBC cũng cho biết việc ông Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên chỉ sau chưa đầy 2 tuần được bầu làm tổng bí thư, cho thấy ông muốn gửi tới thông điệp Việt Nam luôn ưu tiên đối với Trung Quốc trong quan hệ ngoại giao. Hình ảnh tân tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khi đó, BBC đánh giá Trung Quốc xem Việt Nam là một đối tác quan trọng. Tuy nhiên, họ lại có yêu sách rất hung hăng trên Biển Đông, nên đây là vấn đề hai nước cần phải giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế. BBC dẫn nhận xét của tiến sĩ Bích Trần, nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington DC, Mỹ, cho rằng tổng trọng có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Tập Cận Bình suốt 12 năm và điều này đã góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai đảng. Vì vậy, việc ông Lâm sớm có cuộc gặp với ông Tập là bước quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo, góp phần duy trì và phát triển quan hệ song phương. BBC dẫn cách gọi của giáo sư Kurt Thayer từ Đại học New South Wales, Úc, thì việc nằm sát sườn của một quốc gia có tham vọng trên cả lục địa lẫn đại dương như Trung Quốc là sự bạo ngược của địa lý. Việt Nam không thể tự chọn láng giềng cho mình, vì lẽ đó phải luôn giữ tâm thế cẩn trọng. BBC nhắc lại vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ hai nước có thể kể đến như các sự kiện Hải chiến Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974, Chiến tranh biên giới vào tháng 2 năm 1979 và thảm sát Gạc Ma vào tháng 3 năm 1988. Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Craig Pauling cho biết thêm, ông Tô Lâm sẽ đến thăm New York vào tháng tới để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sau đó sẽ gặp Tổng thống Joe Biden. Ông Pauling nhận định, điều này chắc chắn khiến Bắc Kinh khó chịu, nhưng tôi không nghĩ Hà Nội sẽ bận tâm. Dù gì đi nữa thì mọi việc liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam có quan hệ sâu sắc hơn cũng sẽ làm Trung Quốc tức giận. Nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi mối quan hệ với Mỹ để cân bằng với Trung Quốc. Trung Quốc tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Việt Nam và họ ve vãn các lãnh đạo của Việt Nam theo các kênh quan hệ giữa hai đảng. Cùng lúc, họ vẫn sử dụng biện pháp cưỡng bức và đe dọa vũ lực để thúc đẩy các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tô Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.